Dạ. Thưa liệu kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Vậy là phải suy nghĩ tình thì mới biết cái chủ lực của ai mà để giúp cho mình, mà tìm biết được là ông đó ông ơi cái gì, là sao ông nói nghe cái kiểu chơi với ông bên bờ, mà chẳng qua là bị gì có điển chọt vô người ta nói mình nghe để mình nửa đặng mà mau cái rồi chậm thì chưa có thấy kìa, đi dọc đường rủi bị với tại luôn, nó cũng chết dọc đường, anh ta đi sớm nào tốt này không có ở đâu được hết, cái đường chết tới đây là chết rạp. Dạ chết gì cái chỗ là không có khối đời, mà khối đời là có quyền lực cơ nè, ai trên đời này ông trời còn sợ mẫu hết đời, phải mẫu đèn thôi nè. À, cái cô đó nói tôi thấy ông tôi mừng quá, cho chụp mô hình đi ông. Thì nó vậy hỏi chụp đâu, nó chụp đó. Rồi mới đứng đâu đó rồi, cái thằng nam bên kia nó cũng lại đứng máy ngoài đó. Rồi thằng bên đây cũng đứng máy ngoài, rồi con nó ôm con nó lại đó, cũng đứng đó. Đó rồi vậy đó mà rồi mẫu cũng thấy tội nghiệp, mẫu cũng cho cái lằn điểm bên đây là nhiều hơn, bị nó đông hơn nhiều hơn. Bên kia có thằng nam có mà cũng có lần cũng có cho đem cũng có lộ nhưng mà ít hơn, nhưng mà ha, mấy thằng nó nhỏ lớn người đó đâu có ngành nào dám mà động hết mẫu rồi, hết mẫu chụp rồi vậy, hết nào không mà hết mẫu. Dạ. Mẫu là mẫu bảo bọc con tất cả các con, mà con nào là lớn là đây thì chết gì nữa rồi mình sau đây làm á, nhờ cái món đèn này bởi vì mình sợ nắng lột da với mình sợ nắng là chín ruột, thì nhờ cái món đèn này, món đèn này là biết sao để dưới đất à, rồi đi giờ tới rồi bao nhiêu đông gì cũng phải làm trong cái kiểu làm đó, phải là đến đó làm đó. Ừ. Cái này bác cũng bung ra đây đó, sáng rồi không? Dạ. Sáng không? Dạ. Ừ. Rồi xếp ở đây là đó. Sao ông? Vậy là sao ông? Rồi cái này nó có hết điện rồi, có hết điện là thâu điện vô đây. Thâu điện vô đây. Dạ, cái đó đã sạc phải không? Sạc rồi, gắn vô đó đem lại gắn mấy cái lỗ đó là vô. Cái đèn này bữa ông kiếm được hay là ông mới mua lại? Bây giờ ai đâu quán mua, bữa hổm ông nói là ông mà mắc cái đèn mất rồi sao mà ai vậy, mất rồi sao mà cất, rồi sao mà có chuyện gặp được mới còn đấy chứ mà không gặp được rồi vậy là ông mới kiếm được cái đèn, biết lấy gì làm, đốt đèn là gió thổi tắt, còn này gió gì tắt. Dạ. Bảo gì vậy? Bảo giờ cây cối bay hết giờ cũng không tắt nữa. Nó hay gì chỗ đó. Tối trời chứ không có tắt đèn hả? Mà ông ơi, con trời mưa con mới nhớ lại. Thường thường trời mưa mà sấm sét á là ông trời đánh mấy con quỷ đúng không ông? Quánh ma, quánh quỷ, quánh yêu tên nhiều, quánh mấy cái lỗ này ba lỗ nữa. Ồ. Ông mới làm ầm mi rồi ông mới quánh nó quang nó chạy ra bể ở đây hết chứ bóng đèn để nó lễ nát mấy cái nó chạy ra ngoài lỗ và lỗ cái ổng hết dần hết của ông trời à, ông Thiên Lô Sa Thiên Lô bánh dần hết của ông Thiên Lô bao rước chạy về hướng này chạy đây mà riết tới ngoài quấn hầm ba lỗ đây lỗ nào lỗ nấy sâu lúc giữa lỗ quên luôn qua lỗ sốt tới đặng một lỗ vậy là có đánh quỷ dưới đây phải không, quên yêu ma quái quỷ gì quên một trận thì ta bị ta ở đây, mà nếu ổng không làm hùm hổ vậy nó lại nó quậy ra cái xác này làm sao nên dạ. Trời ổng biết trước ổng làm dữ dằn quán chạy chết bà nội
thấy xác này là ông trời ông cũng mà hồi đó ông biểu tao nói cho ông nghe rồi giờ ông về tỉnh ông còn nhớ lại cái câu đề của ở đây trời ông còn mê ông làm gì làm chứ ông không quên đây ông dạ, giữ dạ. Có việc gì ông sai ông này ông đi xuống để giờ nó thu bảo không có để lộng. Ông ơi, bà cô nghe nói là mấy con quỷ nó hay nấp trong mấy cái cây mà bự bự đúng không ông? Mấy cây mà to không? Thì quánh nó làm hết, nó chẳng quánh từ trên xuống dưới. Mà cái lưỡi búa nó xuống đụng dưới đá mà lũng lỗ bự vậy đó. Dạ. Búa nè. Búa quánh thì rồi. Vậy là thường thường là mỗi khi mà sấm sét là âm Thiên Lôi là đánh ma đánh quỷ. Ừ. Vậy sao có khi con thấy đánh người nữa là do sao phải không? Hả? Sao có khi con thấy đánh người nữa đó là sao phải không? Thì ông trời ở trên nó ông kỹ coi vậy ông có làm sao đâu ông làm. Mà không phải ông trời coi nhưng mà các ngành người ta về báo cáo với ông rồi ông mới ra lệnh làm. Dạ. Nó quánh thứ nào mà nó tùy quá, quánh chết luôn nó đâu để. Để mình nói thì tùy. Tùy quánh theo tùy. Âm đuối à, âm kiếm đường nằm nghỉ à. Cho mày dỡ cây đi. Trời, nằm. Âm nằm luôn à. Mà đi kiếm bà mà thấy ổng thì lại không có vợ thấy, mà ổng cũng là ổng mướn bà hay ổng lưỡng tử ổng cũng bốc thuốc đồ cũng bốc cũng được vậy nhưng mà bốc cái gì uống không có hay ta trị được trà âm ta nói đi ai cũng thấy có con mà phải bà hút thuốc không ổng còn ổng bốc cho con rồi đó rồi hết bệnh vậy không có trà mà dám là bùa trà hả không trà nó ớn là chết liền á chết rồi nó lại nó thâu trường á bởi vì thù quán ở sớm rồi nó buồn thù quán đó rồi nó mới mướn trà thư đó quả chết rồi giờ nghĩ rằng mình già chơi. Mình uống vậy chứ vậy là bồ trà nó mạnh lắm phải không đây nó cũng có lợi cho mấy thằng trà bị trà đó tao cũng làm giúp cho nó hết ba mấy một bốn năm thằng mới ấm nè ra rồi nó mới rồi cho băng ba băng của nó tới rồi nó dập tháo tao rồi nó dập rồi nó cũng tiêu hoại nó hết. Bà nói thư Lữ La mà sao nằm ở trong bụng được hay hả không? Nó chết rồi nhiều, nó sống rồi hết. Con thấy ông đi tứ phê mì về ông không có ăn cơm mà ông ít ăn cơm lắm hả bà? Ông muốn ăn chừng nào ông ăn à? Không thiếu gì cơm. Ông không có nói gì là cái gì cái việc ăn cơm ông không có cần ăn. Dạ. Rồi như trái cây trái cối rồi đó thì có ông ăn lát mà. Còn cơm ông ít có cần ăn. Thấy ông thích ăn trái cây với kêu bánh mì. Năm hồi bà hiệp cũng mới có ăn. Dạ. Mà con gái của bà nấu cơm cho bà luôn ha. Bà nấu không cho ông đâu có nấu, ông đâu biết nấu cơm. Dạ. Ông sự thật ông không biết nấu cơm á. Ông nấu biểu là do giùm lửa bắt lên đổ nước ở trách gì vừa thì nấu đổ chứ mà ông mà không có biết cái sự nấu cơm như đừng ông người ta ngộ lắm. Mà biểu ông bây giờ nấu cơm kho cá nấu canh gì đó ông không có biết cái vụ kho cá. Dạ. Mà ông nấu thì ông nấu mắc cười lắm mắt ông mặn anh cái kiểu gì kìa kè như nấu cái ông bóc muối dục vô bóc này dục vô dục vô dục vô cái gì ông muốn nói bỏ muối bỏ đường bột ngọt là ông lấy ông để đại để thí ông không có biết không phải như đừng ông người ta mà trời ơi đừng ông người ta giỏi lắm mà nấu cơm nấu cá nấu gì để làm chết chị đó bởi vì nói tôi nói thiệt với ông à người ta có chồng ta nhờ nấu cơm rửa chén đồ còn ông không biết nấu cơm rửa chén ông biết ông bà... không có gành cái vụ nấu cơm rửa chén nấu cá nấu canh nấu cái gì đâu ông không có biết
biểu gì làm cho lý có vậy. Ông lớn tuổi rồi. Cho lý có tại bà biết sao không? Hả? Tại thấy bà thương ông, bà chăm sóc cho ông quá cho nên ông để cho bà làm á. Ừ. Ta nói tụi thấy vậy cùng tội nghiệp, nói mình suy nghĩ ô như mình đi lỡ chết ông chồng rồi mình lấy ông chồng nữa thôi kệ. Mình thấy gì cũng thương ông tội nghiệp, ông thương ông tội nghiệp ông không. Thấy không? Muốn mặn gì cũng mặn, coi mắt ghét còn hơn gì cái gì la ông. La ông nên thình. La ông thì ông nên nè. Thấy ông mặn ăn vậy đó hả? Mặn ăn gì mà không biết mặn ăn gì chứ. Ông ơi. Ông nãy giờ bà nói vậy mà có đúng không ông? Ô cái chuyện đó. Bà má làm biếng rồi, má thúc mình làm như chứ đâu có gì. Người ta lo bao đồng thế giới đợi chung kết chỗ gì. Ông ta làm vụ tại vì bà ơi, ông là lo việc lớn đúng không ông? Vòng quanh thế giới thì một bao hết đây. Là ông nói ông lo việc lớn, còn bà thì ở nhà phải nấu cơm. Mình lo trước. Phải không ông? Ông lo việc nước đúng không ông? Ông nói ông vừa lo việc nước mà chứ ông nói lo vụ cơm nước. Dạ ông lo việc nước còn bà lo việc nhà. Lo việc nước việc nhà ông không có biết. Mà lo việc nước có lo gì, ông có lo gì đâu mà việc nước. À, thì ông đi trồng phơi mì cho bà con á, dự trữ đó bà. Nói vậy. Ông có lo gì như người ta gì đâu. Phải không ông? Ông lo việc nước lo cho bà con sau này không? Thì nó tới đây rồi mà mình không lo rồi chừng nào mới là sống nổi nè. Hồi đó nói à, chỉ cần nha luôn. Tại bà cũng là suy nghĩ vậy nè. Thôi kệ, cũng như mình lỡ mình chết chồng rồi. Mà bây giờ lấy ông kệ, ông giỏi hay ông dở gì kệ mẹ nó, cho có người vậy thôi. Chứ đúng ra hả? Trời ơi, ông dở một cái không có biết làm sao nói. Cái gì ông cũng dở hết trơn. Nấu cá, nấu cơm cũng dở mà mình bất cứ bằng cái gì cũng dở hết trơn. Không có bằng đàn ông người ta. Dở ế. Mà thôi kệ, mình tha hết trơn. Kệ, mình chế hết. Chấp nhận có người đàn ông vậy thôi. Dở gì đó. Ba cây lên gì đó để nó khô chứ không có bọc cái bầu cái chân của nó để rồi đây rồi nó khô nữa nó chết nữa. Mà hồi ông còn trẻ nói nào nghe ông không có để tóc mà lụng lụ tóc tai vậy. Hồi đó ông cũng cắt như này nè, cũng cắt cục gọn đồ lên cũng đẹp người lắm chứ đâu có đậu cổ như vậy. Cái này là già rồi ông mới để vậy nè, mấy năm đều già rồi ông mới để vậy đó. Dạ dạ thôi trưa rồi con, hai vợ chồng con xin phép ông bà hai chồng con về cho ông bà nghỉ ngơi. Dạ dạ đi đâu đến đây vậy thôi, để lấy mớ trái cây đem về cho mấy đứa. Dạ.